Em vừa về tiếp tục buồn mẫu Game Tre rồi 2009 nè. Những cô chú anh chị nào yêu cái màu trắng tinh khôi thì alo cho Trần Anh Ô Tô nha. Chủ nhà kết hợp là lên 4 quả mâm đúc mới tinh. Sơn xây thì chạy qua nước sơn rồi, người ta tắm qua một nước sơn rồi. 49A411145 nha anh em. Đèn này để Trần Anh thay mới cho. Qua thời gian 5 tháng nó bị ố đèn rồi. Để Trần Anh thay cho anh chị nha. Form dáng đẹp không anh em? Em này động cơ dung tích có 1.6 à. Đồ đẹp mẫu này dễ thay dễ sử dụng nha anh em. Chủ nhà lên mâm nè anh chị, bốn cái vỏ đâu đó còn được ở tầm 50-55% thôi. Nói chung là sơn bên ngoài là không một dấu hiệu được chảy xước. 49A11445 gia đình nha anh em, không có dịch vụ taxi gì trên mẫu này đâu, lấy mẫu này về chạy gia đình là chuẩn chuẩn nồi rồi anh chị. Mấy cái xe cũ người ta phải sơn lại nó mới đẹp nha anh em nha. Còn cái sơn rin nó nhìn ghê lắm, dàn ghế để nguyên bản luôn đó. Anh chị thích nào yêu cái đồ rin thì alo cho em. Bộ cái cửa tappy đẹp à. Dàn trần của em nó là dàn trần nỉ nguyên xây hết nhá. Anh em trải nghiệm vô tiếp tục nè. Đây là phần tappy nè. Hệ thống keo chỉ nè. Keo chỉ em này là nguyên bản. Trang bị cục điều hòa cơ, máy lạnh AC mà không phải có lạnh nè. Đây này máy lạnh có lạnh nè. Tắp lô tappy liền lẹt nha anh em. Anh em trải nghiệm tiếp tục vô phần khoang động cơ máy nè. Đồ của Daegu thì đi em này thì cực kỳ là lành nha anh em. Được cái máy em sơn si chạy qua 5 tháng thì tắm qua nước sơn rồi. Mở nó câu lên. Đèn đó để cho anh thay mới. Nè anh em, máy móc chạy qua 5 tháng có canh chỉnh còn kiếp rồi. Mấy cái mẫu xe cũ này nó vậy thôi nè. Được cái máy êm nha. Máy nổ khá là êm. Hai bên là người ta tắm sơn từ từ trong ra ngoài hết. Nói chung là sơn lại hết hết nguyên con. Cái số là nguyên bản chưa làm. Anh chị, còn mặt nắp đầu ro cam cò có bung ra mở rồi. Đời này chắc chắn là phải mở thôi chứ không thể nào mà nói riêng hết được đâu. Em phải xài 4 cái bếp full nha anh em. Chủ nhà cũng thay cho em nó cái nước chạy nhiệt mới nè. Cái bình đựng nước giải nhiệt mới, hai bên sơn lại hết sạch sẽ gọn gàng. Hệ thống dầu trợ lực theo xe đi đôi em này xài toàn bộ hệ thống IC hết toàn bộ. Nắp capo, ở nắp capo chủ nhà cũng đã sơn lại luôn. Máy nè, máy khá là êm. Được chưa anh em? Em này sử dụng toàn bộ hệ thống dây của loa kem. Anh chị chạy qua một thời gian anh chị phải kiểm tra dây của loa kem này nha. Ở cái này nó quan trọng nha anh chị nha. Anh em trải nghiệm vô trường anh phần cốp sau gọn gàng sạch sẽ. Giá em này phải cực kỳ là hợp lý, cực kỳ là rẻ luôn. Đây là phần cốp sau của em Game Tre 209. Đời này vẫn đăng kiểm 1 năm. Ok chưa anh em? Đây là phần cốp sau nè. Cốp sau ở trong người ta cũng đã sơn lại hết toàn bộ. Nói chung là mẫu này tắm từ trong ra ngoài nè. Xe này để cho anh còn phải đi dọn nội thất cho anh em nữa. Cốp hơi dơ tí xíu nha anh em. Đó, còn đồng sơn bên ngoài là ok hết rồi. Anh chị nào thích màu trắng này thì alo cho Trần Anh luôn nha. Đồ đẹp em này đi cực kỳ là dễ thay dễ sửa. Bà con quăng ở đâu bà con sửa cũng được. Và đồ đẹp nó rất là tinh tế nha. Đồ đẹp sửa bảo dưỡng chi phí cực kỳ là rẻ tiền. Đó là mẫu xe dành quốc dân mà dành cho anh em tầm thấp. Mới có bằng về che nắng che mưa lấy mẫu này. Gầm bè ở dưới nè. Em thấy gầm không? Ở gầm khá mới nha. Gầm khá là ổn. Gầm không có dấu hiệu là bục bọt ở dưới phần gầm nha anh em. Anh chị đừng quan tâm Game Tre 2009 thì anh chị alo cho Trần Anh Ô Tô nha. Giá 120, anh em mua Trần Anh sẽ bớt cho 10 triệu. Còn 101. Được chưa anh em? Hợp lý chưa? 209. Chúc anh em cô bác có ngày mới vui vẻ nha. Em see you and goodbye.